Kính thưa quý vị, dưỡng sinh khí công không phải là một đạo, là một bộ phận hết sức quan trọng trong cái công tác triển khai nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Vì chương trình của chúng tôi trong công tác giảng dạy nâng cao sức khỏe thể trạng tinh thần gồm có lời công và khí công, do đó khí công là một bộ phận không thể thiếu trong công tác dưỡng sinh và kế đến là khí nóng. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày 12 động tác của bài dưỡng sinh khí công số 1 của môn khóa. Bài này có nhiệm vụ giúp cho chúng ta khai thông tinh lạc, và chúng ta quan sát người trình bày huấn luyện viên Trần Thạc. Chúng ta quan sát trong trạng thái đứng yên, người tập sẽ có một tinh thần hết sức tĩnh tâm, thoải mái, quan sát trước khi tập. Đó là cái yêu cầu số 1. Thứ hai là về nguyên tắc là hơi thở và động tác phải đi đổi. Nguyên tắc của hít thở là chúng ta hít vào khi tạo ra cái thế năng, còn tạo ra động năng thì chúng ta thở. Và cái động tác về lời hơi thở nó phải rất chính như hình chữ bóng, và đồng thời chúng ta cảm nhận được độ ấm, mát, nặng nhẹ trong quá trình thực hiện thao tác và động tác. Xin mời chúng ta bắt đầu động tác nhất. Từ vị trí đứng yên, chúng ta đưa chân phải, đưa chân trái ra và đặt một vai. Sau đó chúng ta thực thi ba cái nguyên tắc sau đây trong vấn đề mật tiến công và mật đạo. Thao tác thứ nhất là chúng ta cùng nó xuống và ý thức người đứng chân bám chặt vào mặt đất để mở và chuyển tiền. Nó chức năng gan mật, giúp hệ bài tiết đạt cái chức năng cao nhất của nó. Thứ hai là chúng ta đưa bụng dưới trong trạng thái đứng lên như vậy để mở miệng thận du và đan điền. Từ đó chúng ta dâng khí tiếp tục vào lòng ngực, mở ngực trạng trung, khai thông và định tâm. Đó là ba thao tác trong động tác nguyên tắc số 1 của khí công tâm bình đẳng. Từ đó khi chúng ta có thể đạo dẫn khí đến một định kinh, chúng ta khai thông tinh lạc bằng các cái thao tác khác của từng động tác. Bây giờ chúng ta tập là động tác số 1, dùng gõ xuống rồi đứng lên từ từ nâng lòng ngực. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cái tay về phía trước, hít nhẹ vào. Tiếp tục chúng ta ngửa thân về sau 15 độ, bước về sau 15 độ trong trạng thái nằm kiết, và từ từ đặt thân xuống đất, làm sao hai bàn tay chạm vào mặt đất. Từ từ chúng ta ngửa cổ lên và chúng ta đứng lên từ từ, hai thở bình thường lại. Chúng ta thực hiện hai lần nữa, hút không xuống bật rồi lắng tay hít nhẹ, tiếp tục hít, cặp thân mở ra bằng miệng, sao cho tay đụng mặt đất thì từ từ rút cổ lên và chúng ta đứng lên từ từ, hai thở bình thường. Lần thứ ba hút từng số bật đứng, nâng tay hít vào, tiếp tục lên, rồi chúng ta cặp thân xuống thở ra. Vừa chạm mặt đất thì chúng ta muốn cố gắng từ từ đẩy khí vào nào màu, người ta ngồi từ từ nổi lên bằng cách bình thường. Đó là động tác thứ nhất. Động tác này sẽ đẩy khí vào nào bọn để chúng ta đưa đường oxy vào máu đến máu hồi để giúp hai phần kinh trung ương điều tiết các bộ phận khác trong cơ thể tốt nhất. Động tác thứ hai
ta chống nằm và cũng theo quy tắc số 1 phải đôn gối từ thẳng từ đây rồi sau đó chúng ta cúi đầu để mở cái miệng đại truyền, sau đó chúng ta ngửa cổ lên vào sâu nhẹ từ từ mở ra rồi chúng ta nghiêng đầu qua phải từ từ nghiêng đầu qua trái nhằm nằm chậm qua hai và trở thành vị trí bình thường. Lần hai trùng vật nội lực cúi đầu xuống bắt đầu ngửa cổ lên vào mặt từ từ thở ra từ từ ngửa tay nghiêng qua trái và nghiêng qua phải tiếp tục động tác cân nặng chúng ta thực hiện như vậy là một lần của lần thứ hai chúng ta thực hiện ba lần. Lần hai trùng vật nội lực cúi đầu rút ra hết từ từ xoay quanh thở ra rồi chúng ta nghiêng đầu qua phải từ từ nghiêng đầu qua trái từ từ cân bằng lại. Lần hai trùng vật nội lực cúi đầu rút ra hết thở ra rồi nghiêng qua trái nghiêng qua phải cân bằng lại. Chúng ta thực hiện như vậy là ba lần, chúng ta cả chúng động tác thứ hai chúng ta làm như vậy ba lần. Động tác thứ ba chúng ta cũng thực hiện như tác đầu tiên đúng bật nội lực từ từ nắm tay lại tiếp sâu rồi nắm tay lại. Nguyên tắc nắm tay chúng ta lưu ý chúng ta sẽ làm như vậy: bước một là các cái tốt ngón tay là chỉ vào bước số 2 là ngón tay cái được đặt vào vị trí này của ngón trỏ để chi để mở ấp cốc ha nói với hệ thần kinh và các ngón tay được bấm chặt vào lòng bàn tay để khai thông nguyên lao cung giúp cho hệ vi mạch hoạt động hiệu suất. Do đó khi chúng ta tập chúng ta phải rút quay lại và buông ra thở hít thở ra ba hít vào thở ra bốn hít vào thở ra năm hít vào thở ra sáu hít vào thở ra và tập 6 lần nếu còn sức chúng ta tập tới 9 lần 7 hít vào thở ra 8 hít vào thở ra 9 hít vào thở ra. Từ vị trí này chúng ta buông các ngón tay hướng về lên trên từ 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 hạ xuống thở ra và cùng nhận tâm cùng độ hoặc cùng thở và cùng hơi ra. Và xin lưu ý hơi thở này là chúng ta thở chúng ta hắt hơi ra hắt hơi ra càng mà ép cái lòng lực chúng ta mạnh ra cùng làm cho hệ hô hấp tự khai thông và tránh sự ngạt và khai thông được cái hệ hô hấp tự tốt. Tiếp theo chúng ta có động tác thứ tư cũng trùng gối bật nửa khí vào càng trùng của mình từ từ chúng ta nâng cao lên trước rồi buông ra thở. Lưu ý cái tay này phải hãy về sau để mở được cái vai, sau đó chúng ta xoay vai rồi nhút nơi hít sâu và đi hai tay không xong thì những bàn tay về trước trùng cổ thở ra từ thẳng từ từ đến mình chúng ta thực hiện như vậy là ba lần. Lần hai là hút rừng cửa mở hít vào bung ra thở xoay vai bật lên hít xoay vai thở ra trùng độ hấp hụt thở từ từ những lần. Lần thứ ba hút hít vào thở ra rồi xoay vai bật lên hít thở ra khi thở này mà chúng ta dùng thẳng để tập về cái nhãn quan thần mắt của mình. Động tác thứ năm giống như động tác thứ tư lần đầu hút trùng xuống bật lên những tập đó.
là nóng động tác từ từ, tay là ngắn của này thôi, bắt đầu đưa mạnh lên trước, tốc lực đẩy ra thẳng người lại, xây bàn tay lại trước, dùng gót mở ra, rồi từ từ mà chúng ta thực hiện là thứ hai chung bắt đầu thở nhịp hít vào thở ra đi vào xây lại rồi đưa tay lại trước hít vào thở ra xây dần lại thở hết cùng hơi ra mà cũng hết từ từ cũng hết. Chúng ta thực hiện động tác này cùng ba lần. Động tác kế tiếp là động tác thứ sáu chung bật thở nhịp nâng cao trước thở ra giống động tác số năm xây vào lần này chúng ta xây lại cũng đưa ra là biết cũng đưa ra thở giống động tác số năm lên xây lại rồi bút rộng rãi khoảng cách ngón tay ra rộng nhất rồi chúng ta đẩy thân về trước lần bàn tay lại đưa tay về trước đẩy thân mình ra rồi lần kéo ra trước chúng ta lưu ý lúc này cái vận động đi chúng ta hơi đi nhanh khi chúng ta đang đang phát triển mà chúng ta làm bài động tác số sáu đặc biệt nghiên cứu lại cái thể thở chung chung hoặc là toàn nhập hết rồi đây xoay mãi xoay lại đưa về trước hai con lưng đẩy lên thở cùng các chúng ta cảm được tiếp tục thở tiếp tục thở kéo lại thở ra thở cùng thở và đó lúc đó chúng ta tăng lên làm tập đi động tác thứ bảy giống động tác thứ sáu bắt đầu ngừng mọi người tiếp vào rồi chúng ta thở ra xây lại rồi từ đây nâng hai tay song song với nhau lật bàn tay về trước và lỏng lẻ hai cái cánh tay xuống này ha và thở ra lần hai hít thở lần ba hít thở lần thứ tư hít rồi từ đây chúng ta ép dầu họ nặng hai con đường tiếp tục đẩy về trước thở xoay mặt thẳng mà chúng ta làm lần hai dùng bật thở được thứ sáu thở ra rồi đang xoay vai nâng hai bàn tay song song làm phần trước thở lần hai hít thở lần ba hít thở lần thứ tư hít thở ra hai phát mình đẩy được thứ thẳng lên lên đưa về thở ra động tác tám dùng bật đội lên rồi rút qua mình biết giờ tiếp tục hiệp thả lỏng hít thở ra mà chúng ta làm động tác thứ tám là dùng bật mọi người rút qua luôn biết giờ nâng cao từ từ thả lỏng Thank you.
Động tác kế tiếp là động tác số 10. Động tác này sẽ tập bằng phần chân. Chúng ta tập theo như vậy: dùng lực nội lực hít thở em thở thở. Sau khi đủ năng lượng rồi, chúng ta rút những vai ra, nâng từ từ gối, không cho một tác hít thở giữa bụng chân thở ra. Rồi hít thở xuống thở bên trái, chúng ta hít thở hít. Tôi đang cũng tập bật ngang. Sau khi là hít hơi tạo mình bật được về trước. Em khí thở. Lần hai dùng bật tạo một hít. Thở. Lúc chân tay mà đang làm hít. Vừa thở. Hít. Vừa thở. Bên trái thì hít. Vừa thở. Bật ngang hít. Động tác này chúng tôi chú ý chúng ta có thể nâng cấp lên một xíu. Chung bật rồi bật hít. Sau khi có năng lượng rồi chúng ta kết chân phải lại nâng cao rồi hít. Vừa lại thở và hít. Tiếp tục duỗi gót hai sau mỗi nâng lên hít. Bên trái dậy hít, duỗi thở, hít vào, duỗi thở, hít vào, thở, bật ngang chân, thở. Chúng ta cũng phải nâng cặp lên, tiếp tục là như vậy. Hoặc hít cân khí rồi, thở vào, cũng hết chân phải lại, nâng lên hít. Duỗi thở. Từ đây nâng lên hít. Duỗi thở. Hết rồi. Tương tự. Hít. Duỗi thở. Nâng lên hít. Duỗi thở. Hết rồi. Bật ngang. Bật lên. Động tác này giúp cho chúng ta hạn chế làm cái việc suy giãn tĩnh mạch, giúp cho lượng máu đầy thần kinh xuống chân. À, và đưa về tim nó có cái áp suất tạo ra một cái áp suất trong cái chúng ta dùng bằng ngón mũi như vậy mà kéo lên như vậy tạo ra một cái áp suất mà cái động lực để đẩy cái máu về tim rất là cần một tránh ứ máu ở một số người trong tĩnh mạch như vậy. Nó sẽ biến ra một số cái tĩnh mạch phụ làm chúng ta bị tê nhức tay chân, tê nhức chân, động tác gì. Ngoài ra nó còn giúp cho một phần nữa là nuôi các cái phần khớp, tạo điều kiện cho các phần khớp mạnh mẽ hơn, sẽ giúp các phần đó tránh đau khớp. Tiếp theo là chúng ta sẽ có động tác thứ 11. Từng bật nội ngực hít cũng kéo và thở ra cho nó hết cái năng lượng bằng chúng rồi thì chúng ta mới nâng lên hít. Từ từ chúng ta ngồi xuống có thể ta cố gắng chúng ta lại ra thở ra hoặc là bằng gót hít vào thở ra. Lần thứ hai cũng vậy, dùng bật nội ngực hít. Cân bằng khí rồi chúng ta nâng tâm đi. Thở ra. Tiếp tục chúng ta tĩnh lòng hít tập. Rồi thở. Cái này giúp cho chúng ta giữ được phần tĩnh tọa. Ta hạn chế cái việc đó và tích hợp với lại cái hệ thống này bài tiết. Để giúp tinh thần kỹ bệnh trị. Tiếp theo là động tác thứ 12, dùng bật đòi lực hít. Từ đây chúng ta cũng
suốt hành trình đào tạo. Chúng tôi giới thiệu cho các bạn 12 động tác cơ bản của bài tập Lý Công Sắc Bò có tên là Hàn, Khí, Nguyết, Cân Bằng hoặc Hóa Cân Xương Cơ Cốt, nhằm khai thông kinh lạc. Từ bài tập cơ bản này, cho khi khí huyết đã được khai thông trong mặt hệ chúng ta, thì chúng ta sẽ có một số bài tập mạnh cả hơn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn giàu dào sức khỏe. Xin chào.